chỉ một năm á, một tiếng đồng hồ là cô bán 100 mẫu, cũng bán được 1.000 mấy 2.000, nhưng mà coi nào có bánh từ thiện. Còn trung bình thì cũng 1.000 mấy à, hơn chứ không dưới, tầm như là mình cũng, người ta nói mình có cái gian buôn bán rồi cả. Cô bán cái gì cũng đông, hồi đó cô bán ngoài kia cũng đông lắm con, chỗ nào cũng đông hết á. Là kéo dài bán tới 9 giờ là cái giờ nó đông. Là bắt đầu 10 giờ đến 12 giờ lên. Đừng để cho mà một người khách nào mà người ta không có hài lòng. Cho nên là cô dặn con cháu cô là buôn bán cho khách hàng là phải tập ăn nói. Rồi mình phải dịu dàng, rồi trong khi đó rồi mình phải dễ dãi với người ta nữa là để mình ăn bán. Chứ không để khách đứng ngó nha, cô không cho đâu. Khách mà đứng vừa tới là con bảo là các em cháu là ra, con phải chào người ta, hỏi anh ăn cái gì, rồi biểu anh đợi em một chút. Đó, thành ra nhờ vậy mà khách của cô là ai cũng thương. Cô thì cô tên là Nguyễn Ngọc Điệp, cô bán trong này không là coi như là 86 tới giờ thôi. 86 là trong này là 30 mấy năm, còn lúc trước 86 là cô bán ở ngoài kia, bán ở ngoài Bảy Hiền. Cũng mì cô là cô để cũng mì cô Điệp. Địa chỉ là 238 Võ Thành Trang đó con, phường 11 quận Tân Bình. Từ 5 giờ sáng là con là bắt đầu là tới 12 giờ đêm. Tại vì gia đình cô là cha mẹ ông bà bán bánh mì. Rồi đến khi lập gia đình rồi là mình thấy là ông bà nói thôi con bán bánh mì đi chứ con đừng có bán, con đừng có đi làm, bởi vì có cái nghề nghiệp của mình cứ theo nghề. Chứ còn các em cô không có đứa nào mà nó theo hết á. Đồ ăn thì nói chung ra là ở nhà cô là cứ độ chừng 4 giờ sáng, 5 giờ là thịt người ta đem tới. Cái bắt đầu cái là có mấy người là các cháu ở nhà nó phụ làm. Rồi cái mình làm ở nhà là ngày nào cô làm là ngày đó cô bán ngày đó, với cô không có mua nhiều. Ví dụ cô cần bao nhiêu thì ký thịt là người ta đem tới cho cô, rồi cô làm đủ bán trong ngày. Thì nói chung ngày xưa lúc mà trước dịch thì cô bán cũng cỡ 2.000, trên 2.000. Nhưng mà sau dịch thì cô cũng bán, cô nhờ bánh người ta đặt từ thiện đó con. Thành ra có thể cũng bán được 1.000 mấy 2.000, nhưng mà coi nào có bánh từ thiện. Còn trung bình thì cũng 1.000 mấy à, hơn chứ không có dưới. Thì cô bán bình dân lắm con. Tại vì ngày xưa trong này là khu dệt đó con, người ta kỹ nghệ ta dệt đó. Thì cô bán người ta thì từ khi mà khi ra bán, cô bán có 2.000 hổ à, là mới ra đó. Còn đó, rồi đến khi tới bây giờ thì cô bán thì từ 10.000 lên từ 2 là đến 5 rồi 7.000 rồi 10.000. Thì bây giờ nó vật giá nó cao là cô tính 12.000. Còn ai thích ăn ngon là 15.000. Ai muốn ăn ngon nữa là 20 là tùy khách thôi. Cô bán vậy thôi. 12.000 thì cái thịt nguội cô cắt cái lát á. Cái lát chả dài đó cô cho mỗi một lát chả dài với một lát nguội dài là 12.000. Còn 15.000 thì cô thêm thịt ba rọi, thịt nạc nữa, rồi còn mỗi thứ một chút là 15. Nhưng mà gặp khó khăn cô vẫn bán. Có nhiều khi người ta cũng có, ta cho mình cho luôn. Chứ người ta khổ quá tới nên cô coi cho con ổ. Con đói bụng quá làm sao giờ đây? Bên khu này lao động đó con, thành ra nhiều người cũng khổ lắm. Làm tươi mỗi ngày. Ví dụ sáng sớm ấy, người ta đem gan, đem thịt, đem mỡ, đem đồ các cái về là mình làm thôi. Ăn tươi không mà con à. Ví dụ hôm nay cô bán 5 kg gan thì cô lấy 5 kg. Còn bữa nào mà mình bán có người ta đặt thêm gan, thêm mỡ, thêm thịt, thêm đồ vô để mình xay chung với nhau. Ngay mình làm nhà hết tươi lắm con. Cái dầu mà cô vào trong cái hũ dầu đã đem tới cho mình rồi, còn cái hũ đó là cô hấp bánh mì. Mà lúc nào cô cũng để dưới đó cô hấp á, có nhiều hấp hầu như lúc nào cũng nóng luôn. Con từ lúc ra có như là 24 giờ là kể như là lúc nào cũng có than. Phải nóng con, cứ một lần 25 mẫu cái thùng này nè, mỗi lần chỉ một luôn á, một tiếng đồng hồ là cô bán 100 mẫu,
buổi sáng thì khoảng từ 7:30 8 giờ rồi kéo dài bán tới 9 giờ là chú dần lại dần hơn, rồi kéo dài bán tới 9 giờ là chú dần lại dần hơn, rồi bắt đầu 10 giờ đến 12 giờ lại thì thứ nhất ở nhà là cô làm ba tê, cô làm bê, cô làm xíu mại, cô làm cắn là bốn cái đó là chính. Rồi thịt thì cô mua thịt đùi đó, rồi thịt mua thịt đùi, thịt ngọt, thịt đùi về cái cô cũng như cái kiểu mình ướp cái mình thìa lên, rồi cái là mình bán thêm thịt nóng. Có người thích ăn thịt nóng thì ăn thịt đó đó, còn người ta khác không thích ăn, người ta thích nó dễ, người ta ăn cả thịt nguội là thịt lạnh, thì cô làm thịt nguội nữa. Bó thì cô không có bó được, cô xài cái khuôn à, cô làm xong cô ép vô cái khuôn rồi cái cô để đông lạnh, cái khi nào nó đông đủ là cô đem ra cô bào bằng máy á con. Thành ra cái nhìn của cô cái miếng thịt nó lạ lắm, tại vì người ta xài người ta cuốn bún, còn cô thì cô ướp nhỏ ép vô khuôn nha, vừa buồn mà lại còn không có tiền nữa nha. Nghề chính quá mấy chục năm á con, cái nghề chính là coi như là nếu mà nói ông bà mình bán là cũng phải mười mấy năm, rồi tới con cô là 50 mấy năm, là cũng khoảng 70 năm cái nghề này. Cô đi mua cái gì mà ngon rồi về là cô ăn, rồi bắt đầu là cô coi sóc, là cô nghiên cứu vậy thôi một mình vậy đó, rồi cô tự cô làm. Như là mình đã có cái tay nghề. À, đúng rồi, nhưng nếu cô yêu nghề, cái gì cô thích là cô làm. Cô biết hồi đến nỗi mà có nhiều khi cô bán cái nghề này là năm nay là nếu mà riêng cô là 50 mấy năm rồi, mà con cứ nghĩ là 50 mấy năm mà đêm nào cô cũng thức tới 12 giờ đêm giống vậy, là cứ ngồi nào cũng vậy, là đêm nào cô cũng phải ngồi vậy mà 50 mấy năm vẫn là như vậy đó nha. Sáng mai cho cái nghề bữa sáng bán nữa, thấy chưa? Bây giờ mình cứ sắp xếp lại này cái cho các cháu nó bán vậy đó, rồi mình mới yên tâm, này mình đi ngủ là phải 2 giờ sáng cô mới ngủ đó. Và bây giờ cô sức khỏe cô thì lớn tuổi rồi, thành ra cô không có bán sáng mà trưa cô mới xuống giao cho các em nó trông coi, rồi cái mình lên này hướng dẫn vậy nè. Tuy là cô nó làm như là mình cũng người ta nói mình có cái gian buôn bán rồi sao. Cô bán cái gì cũng đông, hồi đó cô bán ngoài kia cũng đông lắm con, chỗ nào không đông hết á. Cô là trùm khúc đến nỗi mà mấy đứa học mấy em học sinh rồi đó đi học rồi bây giờ rồi ra trường đi làm việc rồi đi nước ngoài giờ tới lại ghé cô lại ăn tiếp và vui lắm. Nói chung là mấy chục năm thôi mà con, nếu mà nói ra cô bán trong này kể như là ba đời á. Cô bán thì cô còn trẻ, thì tôi nói cái cô mà mua hồi đó là nó cũng còn trẻ, rồi tới bây giờ cái đời con của cô đó cũng lại ăn cái người đây là coi, rồi bắt đầu tới giờ con của cô đó một gia đình giờ đẻ con đơn đằng đó mà ba đơn cháu luôn đó, vui lắm. Cô có cô ngồi đây chứ khách đông lắm á, cô cảm nhận nha. Thì nói chung ra thì theo cái cảm nhận của cô là thứ nhất nó ngay cái buôn bán cũng rất là khó lắm. Thứ nhất là mình phải vui vẻ với khách hàng, rồi thứ hai nữa là cái gì nói chung là tất cả mọi cái đều mình cũng thoải mái đó, theo cho nên rồi cái khi mà rồi đồ ăn của mình làm cho khách lúc nào cũng vậy chứ không có gì mà thay đổi, chất lượng là coi như là vừa miệng đó, thành ra rồi lúc nào là khách người ta cũng giúp, người ta cũng chiếu cố, người ta ủng hộ mình thì mình cảm thấy mình cũng vui. Thành ra là cô, cái cảm nhận của cô là cô nghĩ là mình làm sao mà cho đừng để cho mà một người khách nào mà người ta không có hài lòng, cho nên là cô dặn con cháu cô là buôn bán cho khách hàng là phải tập ăn nói, rồi mình phải dịu dàng, rồi trong khi đó rồi mình phải dễ dãi với người ta nữa. Chứ nhiều khi mà tụi con nói chuyện với một người khách mà con nói chuyện không được, ta nghe không xong rồi cái người kế bên người ta nghe, ta đánh giá con, rồi con cũng cảm thấy là con cũng không được. Thì cô phải dạy con cháu cô là phải vậy. Cái buôn bán của mình trước tiên là mình muốn cho mình là có khách đông mà hoặc là có nhiều người thương mến, là con phải tiếp khách cho đàng hoàng lịch sự, chứ con không có phải ý là con bán đắt hay con coi thường là không được.